Thầy chào mừng các em đến với tiết học hôm nay. Chúng ta vẫn tiếp tục ở chủ đề nghệ thuật tiền sử thế giới và Việt Nam. Hôm nay là chúng ta học phần tiếp theo. Ở phần nội dung bài học ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục bàn luận ở cái mục thứ hai, kiến tạo kiến thức kỹ năng, cách vẽ mô phỏng theo hình mẫu nha các em. Chúng ta sẽ quan sát hình ở trang 21 sách giáo khoa để nhận biết cách vẽ mô phỏng đơn giản. Đơn cử là thầy có cái một cái hình bò tót, hình ở trong hang Altamira, Tây Ban Nha. Chúng ta sẽ suy nghĩ trong thời gian 3 phút và để trả lời các câu hỏi. Thứ nhất, vẽ mô phỏng có gì giống và khác với lại chép lại hình theo mẫu? Cách vẽ mô phỏng được thực hiện như thế nào? Và vẽ mô phỏng có nhất thiết phải vẽ màu giống hình mẫu không? À, vì sao? Chúng ta có cái kết luận. Mô phỏng hình vẽ trong hang động là một trong những cách tìm hiểu nghệ thuật tạo hình thời tiền sử. Cho các em các bước để vẽ mô phỏng. Ở bước 1, chúng ta xác định bố cục hình vẽ và phá các nét khái quát. Sau khi công đoạn 1 xong, chúng ta qua cái bước thứ hai là chúng ta điều chỉnh hình và chi tiết cho sát với lại cái hình mẫu. Và cuối cùng, ở bước thứ ba là chúng ta vẽ màu. Như vậy thì chúng ta thấy vẽ mô phỏng là chúng ta cũng không nhất thiết là phải vẽ cho thật giống hoàn chỉnh với lại cách vẽ theo mẫu, mà chúng ta vẽ để hiểu, để cảm nhận được nội dung bài học các em. Vậy chúng ta hiểu nôm na cái mỹ thuật thời tiền sử thường được lưu lại trong các hang động. Nội dung là phản ánh cuộc sống của người tiền sử nhằm truyền tải thông tin, phục vụ có nhu cầu tín ngưỡng. Thì ở đây chúng ta thấy là con người thời tiền sử thì họ hay vẽ những cái hiện tượng thiên nhiên như sấm chớp lửa hoặc là những con thú, và những cái tộc người này họ một nào đó thì họ lại tôn sùng gần như thần tượng những cái hiện tượng này. Cho nên chúng ta thấy là con người tiền sử thường thường họ sùng bái và thờ thần sấm sét, thần lửa hay là những con vật dữ tợn như là cọp beo, hổ báo. Vậy thầy cho các em xem một clip để minh họa cho bài học ngày hôm nay. Các em mời em theo dõi.
Ở phần hướng dẫn về nhà, các em chuẩn bị giấy vẽ, bút chì tẩy, màu vẽ hồ dán. Chúng ta sẽ xem trước ở phần thứ ba là chúng ta mô phỏng theo hình vẽ thời tiền sử ở trong sách giáo khoa trang 22, 23. Thầy thân mến, chào các em.